dịp kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2018, ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 và hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2018. Ngày 27 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở Trung ương Đoàn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn cùng với Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức gặp gỡ các gương mặt trẻ tiêu biểu trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học và chiến đấu của lực lượng Bộ đội Biên phòng năm 2017. Hiện nay, thanh niên trong Bộ đội Biên phòng chiếm trên 50% quân số toàn lực lượng, là đội ngũ có sức khỏe, có tri thức, được đào tạo, rèn luyện và trưởng thành trong môi trường quân đội, là lực lượng trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị và giữ các vị trí quan trọng trong các cơ quan đơn vị. Dù ở vị trí nào, lĩnh vực chuyên môn nào, thanh niên Bộ đội Biên phòng đều thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, mưu trí dũng cảm, sẵn sàng xả thân, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Tại buổi gặp mặt, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã quyết định trao tặng bằng khen cho 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của lực lượng Bộ đội Biên phòng vì những thành tích xuất sắc trong công tác học tập, nghiên cứu khoa học.